Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho hơn 40.000 người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, tổng số liều vaccine COVID-19 AstraZeneca được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Đà Nẵng lần này là 54.000 liều, chia làm hai đợt, đợt 1 là 35.000 liều, tương đương 3.500 lọ. Sở Y tế dự kiến tiêm cho 40.950 người, trong đó có 24.592 người được tiêm mũi 2. Đối tượng tiêm mũi 2 đã được tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca trong tháng 6 năm 2021. Thời gian tiêm chủng bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 26 tháng 8.